Minh Khoa đã cho tự do xin kính chào quý khán thính giả. Sau đây là thời sự trong ngày. Sài Gòn nắng nóng, có trà đá miễn phí. Vụ trụ trì chùa Đại Thọ Thạch Chanh Dara ở Vĩnh Long, thêm 5 người bị bắt. Hãng xe điện BYD của Trung Quốc trì hoãn kế hoạch xây nhà máy ở Việt Nam. Mỹ đánh thuế chống trợ cấp đối với tôm xuất khẩu của Việt Nam. Ngân hàng Thế giới trả cho Việt Nam hơn 51 triệu đô la tín chỉ carbon. Rừng ở trung tâm bảo tồn voi tại Đắk Lắk bị suy giảm gần 400 hecta. Nắng nóng ở Nam Bộ kéo dài từ sau Tết Nguyên Đán đến nay, với mức nhiệt cao hơn trung bình nhiều năm. Thành phố Hồ Chí Minh có ngày nắng nóng, không mưa, với nhiệt độ trên 35 độ C. Giữa thời tiết nắng rát, đâu đó trên các tuyến đường đông đúc tại thành phố Hồ Chí Minh, nhiều người đi đường có thể dừng lại trong chốc lát để uống những ly trà đá miễn phí. Quên cô Bình Định, dạ cho mọi hôm mà trà đá đồ cũng hay mua, mà bữa nay nước đồ để lại, đi giờ mình xin giờ mình uống lại, nó đỡ. Người ta cho mình uống miếng nước cũng hơn ăn luôn á con. À, chứ không thấy cần người ta cho nhiều tiền nhiều bạc cho giỏi là thấy quá mừng. Mỗi lần chị chạy đi ngang qua chỗ nào mà thấy cái bình nước là đều tắt vô uống nước miễn phí hết. Nên nhiều lúc có mấy bình nước này có ý nghĩa đối với những người shipper đồ. Chị cũng thấy nhiều người tới uống lắm chứ không phải là riêng một mình chị. Nóng quá ai cũng cần ly trà đá uống cho đỡ khát, là chia sẻ của những chủ nhân của các bình trà đá miễn phí được đặt tại một số tuyến phố ở Sài Gòn. Ở đây thì chưa nắng thì người lao động, người đi xe ôm hoặc người đi hút rác này kia, rồi những người cái giao hàng shipper á, họ ghé uống dễ khát. Buổi sáng thì khoảng 8 giờ đến 2-3 giờ chiều là hết rồi. Hết đá nguội thì bỏ đá vô thôi. Buổi sáng mua 5.000, 10.000 cái đá rồi mình nấu cái trà đổ vô cho người đi đường là vô uống ly 2 ly thôi. Thì lúc này mùa vô mùa nắng rồi thì nó kéo dài từ hôm Tết tới hôm nay, giúp được nhiều giúp. Ở trong Tết giờ rồi thì mình thấy mình để đi cho bà con giống như là mấy cái ăn chạy giáp rồi chưa nắng nóng không? Cũng như người ta đi ra lỡ đường á, mình để cho người ta uống. Rồi mấy ăn giáp rồi khi á, người ta cũng trời nóng quá phải không? Ta lại ta uống rồi mình kêu người ta thôi lấy cái bình đang đổ vô cái phích cho đầy đầy, để chạy cái đường xa uống cho nó. Và đỡ khác đó, nhiều người ta đem mấy cái ca đó, cái chung của mình, chung nhỏ nhỏ trong mũ, người ta không uống thì khi người ta ngại, ta uống có một chung chung. Nhưng mình kêu người ta, anh cứ lấy cái chai gì anh hứng anh đem theo anh uống đi, cho nó đỡ khát. Chạy đi trời nóng được mà chia sẻ xíu cho bà con người ta uống một chút thì của ít lòng nhiều, nói chung là không có đáng gì, không cãi không bao nhiêu. Mình là mình không có tính, mình thấy cái dòng xây này nó đông quá mà giống như nó không có bình nước để cho người ta uống, mình để đi trời nắng mà mình cũng hốc nữa, uống nước trà đá là đã khác nhất à. Trung tâm khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ dự báo tháng 4 là thời kỳ cao điểm của mùa nắng nóng ở Nam Bộ, với nhiệt độ cao nhất 35 đến 38 độ C và trên 38 độ C ở miền Đông, và từ 35 đến 37 độ C ở miền Tây. Qua tháng 5, nhiều đợt nắng nóng diện rộng có thể xuất hiện ở cả miền Đông và miền Tây, với nhiệt độ cao nhất 37 đến 38 độ C và trên 38 độ C. Cơ quan cảnh sát điều tra thuộc Công an huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long vào chiều ngày 28 tháng 3 tiến hành bắt thêm 5 người với cáo buộc liên quan đến trụ trì chùa Đại Thọ, sư Thạch Chanh Dara. 5 người vừa bị bắt gồm các ông Dương Khải, Thạch Quý Lầy, Kim Sa Rương, Thạch Chấp và Thạch Nha. Những người này bị cáo buộc có hành vi khống chế tổ công tác của Ủy ban Nhân dân huyện Tam Bình trong chùa Đại Thọ, không cho ra ngoài hồi ngày 22 tháng 11 năm 2023. Cả 5 người còn bị cơ quan chức năng cáo buộc hành hung, gây thương tích đối với các thành viên trong tổ công tác. Kế hoạch xây dựng nhà máy sản xuất xe điện của hãng BYD Trung Quốc tại Việt Nam đã bị trì hoãn do thị trường xe điện đang có dấu hiệu phát triển chậm. Reuters hôm 28 tháng 3 dẫn lời người đại diện công ty quản lý khu công nghiệp nơi BYD dự định đặt nhà máy cho biết. Ông Lương Thanh Tùng, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Galex, quản lý khu công nghiệp nơi BYD dự định xây nhà máy cho biết. Sau các đàm phán mất nhiều thời gian, BYD đã đồng ý lấy 100 hectare đất ở khu công nghiệp Phú Hà xây nhà máy xe điện. Nhưng sau nhiều lần trì hoãn, hai bên hiện đang tìm kiếm một thời gian phù hợp để bắt đầu dự án.
Chính phủ Việt Nam thông báo dự án đầu tư của BYD vào tháng 5 năm ngoái khi ông Quang Chuân Phu, chủ tịch BYD, đến thăm Việt Nam. Tuy nhiên, thông báo không cho biết cụ thể thời gian khởi công và mức vốn đầu tư. Bộ Thương mại Mỹ vừa công bố thuế chống trợ cấp đối với tôm xuất khẩu của Việt Nam, Ấn Độ và Ecuador. Hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam và SEP cho biết tin này vào chiều ngày 27 tháng 3. Bộ Thương mại Mỹ DOC công bố quyết định sơ bộ vào ngày 26 tháng 3, cho biết ba quốc gia kể tên cùng một số công ty tại ba nước này đã hưởng lợi từ việc trợ cấp tôm xuất khẩu vào Mỹ, khiến tôm của họ vào Mỹ được hưởng những lợi thế không công bằng trong giai đoạn từ ngày 1 tháng 1 đến 31 tháng 12 năm 2022. Ba quốc gia trong số những nước cung cấp nhiều tôm nhất vào Mỹ có thể sẽ buộc phải trả thuế chống trợ cấp sơ bộ dao động từ dưới 2% đến tối đa 196%. Thuế xuất sơ bộ có hiệu lực sau khi DOC công bố lên công báo liên bang, dự kiến trong vài ngày tới. Việt Nam là quốc gia xuất khẩu tôm lớn thứ tư vào Mỹ sau Ấn Độ, Ecuador và Indonesia. Truyền thông nhà nước cho biết World Bank chuyển khoản tiền trị giá hơn 51 triệu đô la, tương đương 1.200 tỷ đồng cho Việt Nam sau khi mua hơn 10 triệu tín chỉ carbon rừng phát thải carbon trong giai đoạn từ tháng 2 năm 2018 đến tháng 12 năm 2019. Việt Nam là quốc gia đầu tiên ở khu vực Đông Á, Thái Bình Dương nhận được khoản tiền bán tín chỉ carbon rừng từ World Bank. Cụ thể, 1.000 chủ rừng ở Quảng Bình nhận được tiền từ bán tín chỉ carbon. Chương trình giảm phát thải carbon của Việt Nam tập trung vào việc bảo vệ rừng nhiệt đới, chiếm khoảng hơn 3 triệu hecta. Các cánh rừng này là nguồn bảo vệ hệ sinh thái đa dạng quan trọng. Chiến lược biến đổi khí hậu quốc gia của Việt Nam nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đạt được mục tiêu phát thải ròng về không, nhưng phụ thuộc vào hỗ trợ tài chính của quốc tế. Chiến lược đề ra mục tiêu giảm 70% khí thải vào năm 2030, duy trì 43% diện tích rừng bao phủ để đạt được việc đạt phát thải ròng về không. Tổng diện tích rừng tự nhiên tại Trung tâm Bảo tồn Voi, Cứu hộ Động vật và Quản lý Bảo vệ rừng trong năm 2023 giảm gần 400 hecta. Thông tấn xã Việt Nam ngày 26 tháng 3 dẫn báo cáo của Chi cục Kiểm lâm tỉnh Đắk Lắk về số liệu vừa nêu. Trong số gần 400 hecta rừng bị giảm, có khoảng gần 5 hecta mất đi do bị phá. Số hơn 390 hecta còn lại chưa rõ nguyên nhân. Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Đắk Lắk, ông Nguyễn Quốc Hưng cho biết cơ quan này đã báo cáo với Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn để tỉnh có chỉ đạo Trung tâm Bảo tồn Voi, Cứu hộ Động vật và Quản lý Bảo vệ rừng cùng phối hợp với các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương kiểm tra, xác minh, lập hồ sơ, xử lý theo quy định đối với diện tích rừng bị giảm. Cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi tin tức của RFA Tiếng Việt.